khách đang lựa nên mới gặp 70. Rồi vậy là khách thử xong thì đã chọn chiếc này rồi ha anh em. Thì bây giờ lượng máy thì sao nó còn nhiều quá, cho nên giờ mình phải làm bảo dưỡng thì chiếc sao hết á rồi mới làm cái chiếc này được. Rồi sơ sơ cho anh em xem, chiếc này cũng khá ok. Rồi giờ bắt đầu mình đã chạy chiếc này ra sao rồi, làm bảo dưỡng này nè. Chút lột nó ra. Rồi chiếc này giờ đang mở rồi ha nè, tại một số phụ tùng thì nhông chuyển hướng của nó đã cơ cơ còn du còn ok. Rồi giờ chiếc này đã hoàn thành ý hoàn chỉnh rồi, giờ đang ráp vô giao máy cho khách nè. Lăn thì thay khoảng một con nữa thì vẫn tận dụng được ha. Xe này xe lại inox. Rồi giờ bắt đầu xong rồi nè, này đã sơn rồi, còn sơn chút xíu nữa là xong. Cái này còn tận dụng được dàn lưới này nọ là xài tiếp ha. Rồi mình luôn. Rồi cảm ơn anh. Rồi. Giờ bỏ cặp xích lên cho khách mới lên máy ha. Này về Quảng Bình hiện tại giờ kho máy của anh giờ hết máy rồi. Gần ha. Ít đó. Có khoảng 10 người nữa mới về được tại vì cửa khẩu đang đóng. Bữa nay là 8 tháng 8. Tại sao một số video nhiều quá cho nên em đăng không kịp, lâu bu quá cho nên hơi trễ. Video này chắc có thể đến ngày mười mấy mới lên được. Này mà mình có cầu dài luôn nhưng mà mình không lên, cũng nguy hiểm lắm. Chứ là giờ lên kiểu này cho nó an toàn. Cái môi, cái môi. Rồi. Ok. Tháo môi xuống là an toàn. Rồi cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi video ha. Rồi em xin chào mọi người nha. Thì em quay sơ lược cái kho máy hiện có của công ty em ha. Thì bây giờ để em quay sơ lược cho mọi người xem ha. Bây giờ quay từ trên cao trước ha. Thì
kho của em gồm có máy cày và máy gặt. Máy gặt lúa thì em có DC70 là để phía trước này ha. DC70 có hai loại là DC70G là cái loại có dừa khoan, và DC70 thường là những chiếc máy giống vậy. Phía trong đây thì em có để mấy chiếc 105 ha. Đây là máy lớn hàm cắt 3m 105X. Đây còn 3 chiếc cho anh em xem ha. Em phong lớn kìa. Đây anh em nào muốn xài 105 thì em có sẵn nhiều lắm nha. Ở phía bên đây là mà em cũng còn mấy chiếc DC95 ha. DC95GM hàm cắt 2m7 ha, đọc lòng 2m4. Đây là cái khu vực mà để những chiếc DC70G của Thái này, nguyên phiên bản chưa hạ bồn. Đây cho anh em xem. Với lại em có một số máy DC70 Plus, DC70G Plus là hàng chạy 95% đó, gần như mới, mới chạy khoảng 100-200 giờ thôi. Đây rất là mới nha nè. Này là chiếc DC70G Plus hàng hiếm á, em về container được rồi. Còn cuốn chưa chắc hết sơn luôn ha. Ở phía trong này cũng để có để máy đấy nha, phía trong. Ê, hai container chứ của máy gạch và liên hợp có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đông Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Có thể có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha.